chào tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với vòng 2 được mang tên Tâm ý ương thông. Bây giờ chúng ta hãy về vị trí của mình và hãy bắt đầu với câu hỏi nào. Rồi. Bây giờ chúng ta có 5 câu hỏi và con chọn là câu hỏi hình trước hay là chữ trước nè? Dạ con chọn chữ trước. À chữ trước. Hai bố con nghe kỹ câu hỏi nha. Câu hỏi đầu tiên, nếu được đi chơi, bé sẽ thích đi cùng bố mẹ hay đi cùng bạn bè? Anh viết đi ạ. Trời ơi, trả lời rất là tự tin nha. Mà nè, anh vừa trả lời vừa lúc bắt cái đầu nữa nè. Rồi. 5 4 3 2 1 giơ bạn. Trời ơi, bố mẹ trùng khớp ý với nhau. Và câu hỏi này gia đình của bố Hùng và bé Như Ý đã chính xác rồi, đã được 1 điểm. Rồi, bây giờ tới câu hỏi số 2, con thích hình hay chữ nè? Dạ con lại thích hình. À thích hình, rồi hình thì để hơi chú Phúc. Thầy con hướng về với chú Phúc nha. Con bớt nhìn về phía cô Lan nhiều. Bây giờ chú Phúc ngồi chờ lâu quá rồi. Và câu hỏi hình này thì anh Hùng ơi, anh phải nhìn cái hình xong, anh miêu tả cái hình này bằng hành động, bằng lời nói, bằng ngôn ngữ gì cũng được, nhưng không được nhắc từ khóa của đáp án của cái hình này. Anh hiểu rõ luật chơi chưa ạ? Và bây giờ câu hỏi hình thứ hai dành cho bố Hùng và bé Như Ý, bắt đầu. Kỹ chưa ạ? Hai từ rất là rõ ha. Rồi mời anh giải thích cho bé đi ạ. Cái gì mà con ngồi học? Cái ghế hả bà? Và đáp án cuối cùng của con đó là? Dạ cái ghế. Chính xác, chúc mừng con. Đúng trời rồi. Ơi đúng rồi, yeah yeah yeah, bố một cái nè. Yeah yeah, hai điểm rồi đó. Bây giờ câu hỏi số 3 muốn hình hay chữ nè? Hình. Dạ hình. Con thích hình. Chữ. Chữ tới em. Mời hai bố con cùng nghe. Con vật mà bé sợ nhất là con gì? Anh ghi ạ. Trời ơi, rất hai nhanh. Bố con giống như là biết trước câu hỏi hay gì sao viết nhanh dữ vậy? Thân với nhau lắm, hai bố con này thân với nhau lắm. Trời ơi, viết nhanh quá trời luôn nè. Trời ơi. Rồi, dạ rồi, rồi. Con này cô Lan cũng sợ luôn. 5, 5 4, 4 3, 3 2 1 giơ bạn. Giơ bạn. Con rắn. Rồi, à, con có cái kỷ niệm nào với con vật này không mà sao tự nhiên con sợ vậy? Nhìn nó ghê lắm cô. Từ nãy giờ là mình đúng được mấy câu rồi nè? Dạ đúng được 3 câu. Là mình được có mấy điểm? Dạ được 3 điểm. Rồi dê cho bố một cái đi nè. Dê nè, dê nè. Yeah, yeah. Rồi câu tiếp theo con muốn hình hay chữ nè? Dạ con thích hình. Yeah à, may quá tại con muốn chữ nó cũng hết rồi. Bé Như Ý dễ thương mà đẹp xinh xắn, mọi người rất là thích hình. Con nên thích hình nhiều hơn nha Như Ý nha. Bây giờ coi hình dành cho bố Hùng mà bé Như Ý như sao? Hình kỹ chưa? Rồi mời anh diễn tả cho bé đi ạ. Chị ba sợ con gì nhất con? Chị dạ ba... con mèo. Không phải. Chị ba bữa tâm sự chú, chị ba sợ con rắn. Con mèo. Chú thân chị ba nè, chị con ba nó... rắn là chị Lan. Trời ơi chị... bây giờ muốn mà... biết đáp án có phải con mèo không nè? Đáp án cuối cùng của con là con mèo. Mèo kêu sao? Mèo 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 mèo. Mèo 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 mèo. Trời ơi dễ thương. Hay quá. Giỏi quá hả? Trời ơi hay quá luôn nè. Hình như câu hỏi của chương trình nó dễ với con quá hay sao? Dạ. Rồi vậy thì bây giờ khó hơn được không? Dạ. Rồi câu hỏi cuối cùng đi ạ. Câu hỏi cuối cùng vẫn là một câu hỏi về hình. Xin mời bố Hùng và bé Như Ý. Quá dễ anh ha. Dạ rồi à, cái gì mà nó nhỏ nhỏ ở trên lầu mà hay mở mở ra mở vô? Dạ. Trên lầu có cái gì? Ba hỏi trên lầu có cái gì con? Cái cửa. Cái gì nhỏ nhỏ để đóng ra đóng vô á? Dạ cửa sổ. Và con có hay ra đó chơi không nè? Dạ không, da là con hay ra đó không mát. Và đáp án cuối cùng của con là cửa sổ. Chính xác. Wow. Chứ con trời ơi. Trời ơi, vậy là từ nãy giờ là mình trả lời đúng mấy câu rồi? Dạ 4 câu. 5 câu. 5 câu. 5 câu là mấy điểm? Vậy là 5 điểm. Yeah. Cao nhất của vòng này rồi đó. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, và bé Như Ý và bố Thanh Hùng đã hoàn thành xuất sắc ở phần chơi tâm ý tương thông và đã đạt được 5 điểm. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với bố tiếp theo, đó là bố Hoàng và bé Đức Duy. Xin mời. Chúng ta
ta sẽ có 5 câu hỏi. Và nếu như mà con trả lời đúng được 5 câu hỏi trùng khớp với lại bố con thì con sẽ có được 5 ngôi sao. 5 điểm. 5 điểm, nhưng mà ủa con thích ngôi sao lắm hả? Dạ. Vậy đó, vậy con nói với bố đi, nếu con thích ngôi sao nói bố mua cho con. Bố ơi, bố mua ngôi sao cho con. Bố ơi, bố mua ngôi sao cho con. Ok. Ok luôn. Về chơi ha. Dạ. Tự tin không? Tự tin. Về về với bố cái thứ hai và yeah. Rồi, bây giờ con muốn câu hỏi hình hay câu hỏi chữ nè? Câu hỏi hình. Câu hỏi hình. Mời chú Phúc. Con phải hướng về phía chú rồi, Đức Nhi à. Thường thì câu hỏi hình này em hay nhắc người chơi là cố gắng làm sao diễn tả bằng hành động, bằng lời nói, bằng gì cũng được, nhưng đừng nhắc vào từ khóa của chương trình. Rồi. Anh hiểu rõ luật chơi chưa anh Hoàng? Dạ. Dạ rồi. Bây giờ câu hỏi hình đầu tiên dành cho anh Hoàng và bé Đức Duy có nội dung như sau. Tèo tèo. À, cái này á là nhà mình mỗi lần ăn cơm nhà mình để nó lên trên mặt, mà nó có cái tấm kính mà để trên đấy con. Cái bàn. Ok. Trời hay quá vậy. Yeah. Chắc chưa? Chắc. Sao chắc vậy? Để do bình thường con hay ăn cơm con ngay cái bàn. Rồi. Và đáp án của con cuối cùng đó là cái gì nè? Cái bàn. Cái bàn là một đáp án không thể nào sai được. Chúc mừng con. Ơi, đúng yeah, rồi. Yeah, 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 yeah. Đấy, bình thường là con thích ăn cái gì? Thích ăn cánh gà chiên nước mắm. Ôi, mặc cái món đó là mẹ làm hay là bố làm? Dạ bố con làm. Ôi, bố làm món đó xuất sắc lắm hả? Dạ, rất ngon. Rất ngon, mình chấm mấy điểm ngon đó? Dạ, cũng 10 điểm. 10 điểm, quá dữ luôn. Và với cái câu hỏi cái bàn là nãy mình được mấy điểm rồi? 1 điểm. 1 điểm rồi, mình che cho bố cái nào. Yeah. Rồi, và tới câu hỏi thứ hai, con muốn câu hỏi hình hay là câu hỏi chữ? Câu hỏi hình. Câu hỏi lại hình nữa hả? Và câu hỏi tiếp theo hình dành cho bố Hoàng và bé Đức Duy đó là có một cái con đấy mà hôm nó lùa con á. Anh nhớ. Con chó. Yeah. Sao vậy bực tức cắt hả? Là hồi nào con kể thêm đi. Bình thường con hay chơi nhà của chị Hà Vy. Lúc mà nhà chị Hà Vy nó không có đóng cửa. Là con chó nó gần về nó dọa con chạy bỏ về con khóc. Ôi mà có bị cắn không? Dạ không. Ý là nó hù con, nó dí con thôi đúng không? Nó hù con rồi nó chạy vô nhà. Ồ. Bây giờ có người đa nó chạy vô nhà luôn. Mà nếu mà bị chó dí còn sợ nữa không? Dạ không luôn. Không luôn hết rồi lúc đó. Và đáp án của con cuối cùng đó là con chó. Nó kêu sao nè? Gâu gâu. Gâu gâu. Chúc mừng con. Trời ơi giỏi quá. Vậy là câu này mình chính xác, mình có mấy điểm ta? 2 điểm. 2 điểm rồi. Rồi bây giờ con muốn câu hình hay câu chữ nữa nè? Câu hình. Trời ơi. Câu hình cuối cùng rồi đó, còn 2 câu chữ đó nha. Hay bây giờ mình cho câu chữ cho cô Phương Lan làm việc cái nè. Không thích được. Câu hình tiếp theo dành cho bố Hoàng và bé Đức Duy đó là rồi. Ok. Nè, tối mình ngủ trên cái gì? Trên cái giường. Và đáp án cuối cùng của con đó là cái gì nè? Cái giường. Dương, yeah. Chúc mừng con. Yeah. Trời ơi giỏi quá. Đúng hết rồi, là mấy điểm ta? 3 điểm. Trời ơi. Bây giờ mình tới câu hỏi gì ta? Con chọn hình nữa. Quá tuyệt vời. Câu hỏi này dễ lắm. Câu hỏi dễ lắm, bây giờ hỏi chữ cô Phương Lan sẽ hỏi con nè. Bây giờ hai bố con nghe câu hỏi chữ nha. Món đồ chơi yêu thích nhất của bé là món gì? Dạ rồi, món đồ chơi yêu thích nhất của bé là món gì ạ? Dạ con quay. Rất là nhanh. Này không? Bố ghi rất là nhanh á. Bố Hoàng ghi rất là nhanh. Rồi. 5 rồi. 4 Cầm lên nè, cầm lên lật bảng vô. 3 2 1. Dơ bảng. Đúng quay luôn. Rồi, con có thể chia sẻ và chỉ cho các bạn nhỏ cái con quay đó chơi làm sao không? Đây, lấy cây lít gắn vô rồi dắt nó ra, nó sẽ vô vòng tròn quay luôn. Rồi. Khi nào mà nó hết quay được thì nó sẽ ngừng. Rồi lấy dây dít nữa mình quay nó sẽ vô vòng tròn tiếp. Mà mình chơi cái con quay đó được bao lâu rồi? Chắc là con chơi đến 10 năm rồi. Cái gì? 10 năm. Cái gì? Chơi 10 năm. Con 6 tuổi mà con chơi con quay 10 năm rồi hả? Dạ. Alo, con mới 6 tuổi con chơi 10 năm vậy thì 4 năm trước là ai chơi nè? Chơi trong bụng ấy. Trời, vậy thì ở nhà là mình có bao nhiêu con quay? Bình thường ở nhà là con đòi mua 4 con quay mẹ cũng mua cho con.
mà nó mất hết thì con kêu mẹ ơi, mẹ ơi mua cho con ba con quay. Mẹ con chịu mua. Wow, giờ câu này mình trả lời đúng, mình được mấy điểm rồi? 3 điểm. 3 điểm là 3 câu hỏi hình. Bây giờ câu này 1 câu nữa là mấy điểm rồi? 4 điểm. Thôi ơi, quá dữ luôn. Bây giờ còn câu cuối mình lấy điểm luôn không? Có. Đó, rồi vậy thì nghe cô Lan nói nha. Bé thích được ba mẹ đưa đi học hay là đi học cùng bạn bè? Con thích được ba mẹ đưa đi hay đi học với bạn? Ba mẹ đưa đi hả? Chắc chưa? Chắc chưa? Chắc 100% chưa? 5 4 3. Không có bạn. 2 1. Với bạn. Ba mẹ. Xuất sắc rồi. Nhưng mà cho cô Lan hỏi là bình thường là cả ba và mẹ đều đưa con đi học luôn hay là chỉ có ba hay là chỉ có mẹ thôi? Bình thường buổi sáng là con ăn cơm xong là ba dẫn đi học. Là ba chở đi. Rồi tới tối con về con ngủ, rồi tới sáng nữa. Rồi con đi học con ăn đồ ăn trước rồi con đi học là mẹ chở đi. Là sao mẹ chở đi? Có hôm ba đi, có hôm mẹ chở đi. Với hôm ba mẹ đi nữa. Là có hôm cả ba mẹ luôn, nhưng mà được ba và mẹ chở đi mình thích hơn đúng không? Dạ. Rồi. Câu này đúng nữa rồi. Là mình có mấy điểm? 5 điểm. Vâng, chúc mừng bố Quốc Hoàng và bé Đức Duy đã hoàn thành xuất sắc ở phần thi này và được 5 điểm. Chia cho bố một cái thời gian ạ.